giới thiệu các bạn, đây là giống ngô ngọt lá giúp một Golden Cot, hiện gọi là giống ngô ngọt hai mùa tinh đó. Đặc điểm của giống ngô ngọt hai mùa tinh đó là cây sinh đường khỉ, vị trí đống trái thấp, cây ít đổ ngã, thời gian thu hoạch ngắn từ 60 đến 68 ngày sau khi gieo, trái to, trọng lượng trung bình từ 500 đến 550 gram một trái. Cây chăm sóc tốt thì có thể được hai trái trên cây, hạt đắng đầy cùi, thẳng hàng, chất lượng ăn ngon, mềm và ngọt, thích hợp ăn tươi, chế biến, giống thích nghi rộng với nhiều vùng miền. Về phong cách gieo trồng, khoảng cách 75cm x 25cm, lượng giống trung bình từ 5 đến 6 kg. Trên 1 hectare nên trồng khô để tăng tỷ lệ nảy mầm, độ nảy mầm trên 80%. Bạn đã đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.